Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bác anh em. Ở video này thì bên em lại tiếp tục lên sóng cho mọi người một lô loa full 30. Loa này có tên là LT. Mã của nó là M12D25 mã. Đây là một lô loa hàng bãi xịn mang thương hiệu của USA. Loa này thì tổng số lượng là bên em chỉ có khoảng dăm đôi thôi, số lượng không có nhiều. Tình trạng loa thì còn rất đẹp, độ mới bên em đánh giá còn là từ 80 cho đến 90%. Loa được thiết kế màu đen đồng bộ, thùng cân, thùng gỗ ván ép. Ở đây thì Doãn Hưng tháo ra đây một vài con để giới thiệu về phần nội thất. Còn lại thì bên em cũng đã kiểm tra hết từ ngoài vào trong. Với cái form thùng như thế này thì chúng ta nhìn nó khá là hiện đại, nhìn nó rất là tây. Loa này thì tối hôm trước trong cái buổi live stream Doãn Hưng cũng đã giới thiệu qua rồi và cũng đã test chất âm rồi. Chất âm của dòng loa này thì tiếng của bát của nó đánh rất chắc, gọn các bác nhá, có phần lực đấy, và dày tiếng bát. Còn chép của nó thì tơi sáng mịn, bay tiếng, vì ở đây nó sử dụng cổ chép của dòng Sunnison. Model của dòng này là M12D25 mã. Công suất của nó rất là lớn, 450W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 98 dB, chơi giải tần 58Hz đến 19kHz, cân nặng là 22kg. Mọi thông số rất đầy đủ, seri mã vạch ở bên dưới này. Loa thì được thiết kế là sơn sần mịn nha. Ở bên trong e căng đều có cái lớp mút chắn bụi. Tất cả các cái e căng thì còn nguyên zin, không có cái nào bị mất tem và độ mới rất cao. Ở đây thì Doãn Hưng nhập hàng thì lúc nào cũng phải là hàng đẹp và hàng tuyển chọn, không có cái nào bị xước sát, bị rách rưới hay là bị han dỉ các bác nhé. Quan điểm của Doãn Hưng nhập hàng là phải đẹp, và bên em thì chủ yếu là làm những cái mẫu hàng nó chất một chút, nó chuẩn. Hàng bên em thì đa số là màu đen, ít khi làm hàng màu trắng. Màu đen thì mọi người thì vẫn ưa chuộng hơn. Các bác nhìn ở phần mặt trước của chiếc bát, nhìn nó rất là hầm hố, rất là hoành tráng. Cái phễu của dòng này nó lại làm cái phễu màu tròn xoe, đúng không ạ? Như vậy thì nó là dạng đa hướng này. Loại này nó lan tỏa chất âm rất là tốt. Phễu này rất dày các bác nha, dày và chắc chắn đấy. Cái miệng phễu thì nó cũng to gần bằng cái miệng bát. Ở đây thì chúng ta nhìn về cái độ nét của chiếc bát, nó rất là đẹp, độ chi tiết cao đấy. Và gân là gân hai thép này, gân hai sóng, gân lụa tẩm dầu đấy. Phơ nó đổ keo tràm như thế này thì không bao giờ sợ nó bị bung phơ được các bác nhé. Keo này nó đổ như thế này mới là chắc này, chứ còn keo mà keo dán trong thì lại không bao giờ chắc bằng keo đổ như thế này. Đấy. Cái màng nó khá là mịn màng, độ mới cao. Đấy. Độ thụt nhún tốt. Nói chung là nhìn cái dòng loa này thì Doãn Hưng cảm thấy rất là đẹp và rất là bắt mắt, ưng ý. Bên trong của nó đây, từ của nó là từ 18 các bác nhé, từ bát 18. Côn là côn 75, côn 75, 76 đây. Giải nhện là 5 sóng, nhện màu vàng. Mọi thứ thì còn nguyên zin, củ chép thì đúng hiệu, hàng chất của Sunnison. Các bác nhìn cái ánh từ thép kẹp từ của nó thì nó khác với lại những cái dòng hàng nhái hàng fake. Từ của dòng hàng nhái hàng fake thì nó sẽ trắng sáng, trắng theo kiểu là mạ, mạ chrome. Còn thầy này nó trắng nguyên bản của dòng inox thép, đúng không? Này là nó không có hiện tượng là mạ biết gì, và không bao giờ nó bị han dỉ hay là nó xùi như là những cái dòng mạ chrome. Đây, chép Sunnison, mã số các thứ đầy đủ các bác nhé. Cái chép này thì anh em nhìn nó quá quen rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn không xa lạ. Và cái phễu của nó rất chắc chắn. Nhựa khá là dày
Cái này nó có độ cứng các bác nhé, cứng và chắc. Đấy. Cái phễu của nó cũng như cái dạng sơn sần đấy, miệng phễu đằng trước là sơn sần, đằng sau thì lại dạng bóng. Đấy, cầm cái phễu rất là chắc. Cái bát này thì anh em nhìn nó giống những cái dòng bát của màu yếp đúng không ạ? Đấy, một vài mã của màu yếp. Màu yếp thì nó có rất nhiều mã và nó cũng có nhiều kiểu bát khác nhau. Dâu thì đều được bọc rất là kỹ cẩn thận. Đấy, keo dâu thì nó cái dạng keo màu vàng, màu vàng chanh, chúng ta nhìn thấy cả cái đầu dâu đấy. Mã số ở trên màng, cái màng này nó cũng khá là mịn. Đấy, và nó có độ mỏng nhất định nha, không phải là dạng dày cộp như những cái dòng khác. Phần cầm chiếc bát rất nặng, cực nặng. Đấy, bên trong thùng thì phân tần này các bác nhìn nó có giống cái loại gì không ạ? Doãn Hưng nhìn thì liên tưởng nó ra cái dòng đen nét, phân tần của dòng đen nét bát 25. Tụ là tụ Icer này. Dòng này thì nó không cần nhiều chở các bác nhá. Chỉ có một con chẻ sứ thôi. Và nó tới 4 con tụ, 2 cuộn cảm. Dây dợ thì rất là dày và to, mềm mại. Đấy. Nhìn rất là xịn sò nhá. Bông tiêu âm này bằng mút màu đen. Thùng gỗ van ép. Đài gồng rất là chắc chắn. Phần mình bát đều có các cái mút đệm. Phần này thì nó bo cạnh để cho nó kín cái phần hơi, nó không bị hở, bị phè. Có lỗ cắm cọc. Mọi thứ rất là đẹp luôn. Rất đẹp và chuẩn chỉnh các bác nhá. Ở đây thì quả nào cũng như thế. Không có quả nào xấu. Đấy, không có quả nào cũ kỹ. Đấy, độ mới rất cao. Đấy, cặp này các bác để trong kệ nhìn sẽ rất đẹp. Kể cả chúng ta treo lên thì cũng khá là gọn gàng. Đấy, con này khá là sâu đấy các bác nha. Đấy, sâu tầm 40 phân đấy. Đấy, thùng cân thì chắc là nhiều người thích rồi. Nói về thùng cân thì đa số là các bác thích thùng cân. Và đa số là anh em thích màu đen đúng không ạ? Nói về màu trắng hoặc là thùng lệch rồi mút ở bên ngoài nhiều bác không thích, thích cái kiểu mẫu như thế này. Doãn Hưng không có nhiều các bác nhé, và nhu cầu cuối năm thì các bác sẽ sử dụng các cái thiết bị âm thanh nhiều hơn vào các cái dịp đầu năm hay giữa năm. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng. Bên em thì lọ này thì vẫn tiếp tục về hàng để phục vụ tới mọi người các cái thiết bị sản phẩm. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các cái thiết bị khác, ví dụ như là nâng tiếng này cũng mới về này, nọ này cũng túc tắc lên đường cho các bác một số rồi. Mic không dây này, mic có dây này, rồi pin sạc các bác nhá. Các kiểu quản lý nguồn này, quản lý nguồn có hai loại. Atli đều của Atli. Cái loại P102 Pro và P102 thường, giá thành nó chênh nhá. Full 30, full 25. Bên em mỗi loại còn khoảng chục loại nữa các bác nhé. Full 30, full 25. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho Doãn Hưng. Số lượng mỗi loại nó không có nhiều đâu. Có nhiều loại nó chỉ có một vài đôi thôi. Họ vẫn đủ để phục vụ cho anh em. Bây giờ thời gian Tết thì sắp đến rồi các bạn. Như vậy là Tết nó chỉ còn cách chúng ta có một đoạn nữa thôi. Nếu các bác mua hàng bưu điện thì nó chỉ chưa đến chục ngày nữa. Nên các bác nào mà ở xa muốn mua hàng thì các bác phải nhanh tay nhé. Còn anh em ở gần chúng ta có thể vẫn gửi xe khách được. Bưu điện thì tầm 20 nó đã nghỉ rồi. Đây, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ Doãn Hưng theo hai số điện thoại này. Các bác có thể nhắn tin Zalo để Doãn Hưng gửi hình gửi ảnh tư vấn anh em. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để luôn nhận được các video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip khác. Các bác chấm tặng Doãn Hưng xin lúc này nhé.